Cách đây mấy tuần tôi nhận được khá có phản hồi kiểu như là: anh ơi, anh có thấy vòng 18 năm nay có vẻ chán hơn so với mọi năm không anh? Thực ra nếu nhìn vào những cái tên thôi thì nhận định trên chưa hẳn đã sai. Nhưng Champions League thì có những giá trị riêng biệt của nó, có những bất ngờ, những khoảnh khắc thăng hoa và cả những điều chờ đợi. Lượt đi đã diễn ra và đã khiến tất cả chúng ta phải ngạc nhiên khi mà rất nhiều đội mạnh đều đã không có được những kết quả thuận lợi. Trong số The Locker Room ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đâu là những kịch bản được mong chờ nhất cho một lượt về cực kỳ bùng nổ vào giữa tuần tới đây. Bắt đầu thôi nào. BN kết thúc sớm drama của họ bằng việc thỏa hiệp với các cầu thủ Tuchel ra đường sau khi mùa giải này kết thúc. Còn các cầu thủ được lệnh phải thi đấu sao cho đàng hoàng. Nhưng sẽ ra sao nếu như các trụ cột ở BN cố tình không thi đấu đàng hoàng như cách mà ban lãnh đạo BN mong muốn? Nếu thế thì xem ra Tuchel cũng không thể ấm chỗ đến cuối mùa được rồi. Nói Bayern Munich là một trong những đội bóng khắc khổ nhất vào thời điểm này thì cũng chẳng sai đâu. Hùm xám xứ Bavaria đang trải qua mùa giải vô cùng bết bát và có nguy cơ trắng tay vào cuối mùa giải. Họ bị loại khỏi cúp quốc gia Đức và trận hòa 2-2 trước Freiburg mới đây cũng coi như giấc mơ bảo vệ thành công trước địa bạc của Bayern bị tan tành mây khói. Cụ thể, họ đã bị Leverkusen bỏ xa đến 7 điểm trên bảng xếp hạng và khoảng cách sẽ là 10 nếu như đội bóng của Xabi Alonso giành chiến thắng trước Cologne vào tối ngày hôm nay. Như vậy, Bayern chỉ còn duy nhất đấu trường Champions League là cứu nguy duy nhất của họ mùa giải này, nhưng họ cũng đang gặp bất lợi khi thất thủ trước Lazio với tỷ số 0-1. Trong trận lượt đi trên sân Olympico, Tuchel cùng những người học trò trình diễn lối đá rất thiếu sức sống khi tung ra đến 17 cú sút nhưng không có một lần nào đi trúng đích. Nội bộ của Bayern đang trở nên vô cùng bất ổn khi có một nhóm cầu thủ chống đối lại huấn luyện viên Thomas Tuchel. Ban lãnh đạo của Bayern cũng đã quyết định chia tay ông thầy người Đức sau khi mùa giải này khép lại. Mặc dù vậy, nó đã đến sớm hơn nếu như Die Roten không thể giành quyền vào vòng tứ kết của Champions League. Cụ thể, theo một số nguồn tin gần đây cho biết, ban lãnh đạo của Bayern Munich đã đi đến giới hạn chịu đựng sau khi chứng kiến Bayern Munich bị Freiburg cầm hòa với tỷ số 2-2. Họ đã ra tối hậu thư cho Tuchel rằng ông sẽ bị sa thải nếu như không thể đánh bại Lazio vào ngày 6 tháng 3 tới đây. Tình hình bất ổn là vậy, nhưng có một số cầu thủ Bayern vẫn tự tin về tương lai của câu lạc bộ, trong đó có tài năng trẻ Jamal Musiala. Trong buổi phỏng vấn gần nhất, cầu thủ 20 tuổi cho biết mùa giải này Bayern Munich đang vô cùng khó khăn, mọi thứ đã diễn ra không đúng như dự tính của câu lạc bộ. Tuy nhiên, tôi muốn trấn an người hâm mộ rằng Bayern Munich sẽ sớm quay trở lại thôi. Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ, tôi biết được Bayern luôn muốn giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu. Đôi khi không phải cái gì cũng diễn ra suôn sẻ, nhưng sớm thôi chúng tôi sẽ trở lại là chính mình và giành lại ngôi vương mà lẽ ra chúng tôi phải thuộc về. Những phát biểu của Musiala như tiếp thêm động lực cho cầu thủ Bayern Munich trước cuộc tiếp đón Lazio trên sân nhà Allianz Arena dù gặp bất lợi. Nhưng cửa đi tiếp của hùm xám vẫn rất sáng sủa khi khoảng cách chỉ là một bàn thôi. Cụ thể, siêu máy tính dự đoán tỷ lệ chiến thắng của đoàn quân huấn luyện viên Thomas Tuchel lên đến 78%. Nếu Bayern có thể trở lại là chính mình trong giai đoạn này thì tôi tin rằng họ vẫn sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League. Còn nếu như mọi thứ vẫn diễn ra như lúc này thì chiếc ghế của Thomas Tuchel sẽ không còn tại vị đến cuối mùa giải nữa. Một số đội bóng lớn đã giành được những chiến thắng áp đảo lượt đi, qua đó tạo tiền đề cho trận lượt về. Trong số đó thì không có Real Madrid, cách biệt chỉ là một bàn mong manh mà thôi. Real Madrid đang được đánh giá cao nhưng tất cả sẽ chẳng còn gì nếu như họ không cẩn thận trước Leipzig. Real này, đừng mất cảnh giác ngay tại Bernabeu. Real Madrid trải qua 90 phút tại Red Bull Arena vô cùng khó khăn, bị liên tục đội chủ nhà gây sức ép và liên tục bắn phá khung thành. Nhưng nhờ tài năng và sự xuất sắc của thủ thành Lunin, giúp Los Blancos có lợi thế dẫn trước một bàn trước khi trở về Santiago Bernabeu để tiếp đón Leipzig. Phần đông mọi người dự đoán kèn trắng là đội sẽ giành quyền đi tiếp. Nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan, bởi Leipzig luôn tỏ ra vô cùng khó chịu trước các đội bóng lớn ở châu Âu. Không chỉ vậy, họ còn có sự tự tin rất lớn sau chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Bochum tại Bundesliga. Tất nhiên, mục tiêu của Leipzig tới đây là đánh bại Real Madrid ngay trên sân nhà của đối thủ để giành lấy tấm vé tiến vào vòng tứ kết. Nhưng để làm điều đó là không hề dễ dàng, bởi trước mặt họ là Real Madrid, là nhà vua của giải đấu này. Mới nhất, họ vừa bị mất đi 2 điểm trước Valencia trong một trận đấu gây ra rất nhiều tranh cãi. Chưa biết sự tình và diễn biến sau đó là như thế nào, nhưng rõ ràng tâm lý ở các cầu thủ Real đang vô cùng ức chế và họ cần tìm một đối thủ nào đó để chút giận. Và Leipzig có thể là cái tên xấu số đó khi lần gần nhất đến chơi tại sân đấu này họ đã thất thủ với tỷ số 0-2.
Một thống kê bất lợi nữa cho đội bóng nước Đức là 6 trận gần nhất của họ tại vòng knockout, Leipzig đã không thể giành được bất kỳ một chiến thắng nào, trong đó có đến 5 trận thua và cũng có 5 trong số 6 trận đấu đó không thể ghi được bất kỳ một bàn thắng nào. Về phía Real Madrid, họ đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại Champions League. Nếu tiếp tục đánh bại Leipzig trên sân nhà, con số đó sẽ tăng lên 8 và cũng trở thành chuỗi trận thắng dài nhất của Los Blancos trong một mùa giải. Thành tích tốt nhất của Real là chuỗi 7 trận thắng dưới thời Carlo Ancelotti tại Champions League ở mùa giải 2014-2015. Nói là như vậy thôi, dù sao những thống kê đó chỉ là con số và nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi bóng lăn trên sân thì chúng ta không thể nói trước được điều gì. Đúng là Real Madrid đang có lợi thế, nhưng nó cũng vô cùng xa xao, nhất là với những màn trình diễn của Leipzig ở trận lượt đi. Họ có cơ sở cũng như sự tự tin để đả bại đoàn quân huấn luyện viên Carlo Ancelotti ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kịch bản nào sẽ diễn ra tại sân đấu này. Real Madrid ca khúc khải hoàn hay là Leipzig sẽ tạo nên cơn địa chấn? Arsenal thua Porto 0-1 tại Dragao. Yêu bóng vía, khôn nhà giải trợ và chu kỳ buông là những từ khóa mà nhiều người đã yêu thương dành cho các pháo thủ. Thế nhưng liệu rằng một trận thua có thực sự kéo Arsenal xuống địa ngục hay không? Hay câu hỏi đúng hơn là liệu Arsenal có thể hiện được sức mạnh thực sự của mình khi lâm vào hiểm cảnh hay không? Hồi khoảng cuối tháng 12 đầu tháng 1, Arsenal thực sự gặp trục trặc. Họ thua West Ham 0-2, Fulham 1-2 và Liverpool tại FA Cup 0-2. Nhưng kể từ đó trở đi, Arsenal đã trình diễn cho chúng ta thấy một bộ mặt hủy diệt. Các pháo thủ đã vượt qua Crystal Palace với tỷ số 5-0, 2-1 trước Nottingham Forest, 3-1 trước Liverpool, phục thủ West Ham với tỷ số 6-0, thắng tiếp Burnley 5-0 rồi mới nhất là 4-1 trước Newcastle. Trong một chuỗi trận như mơ đấy, đã có một trận đấu bị xem là điểm đen của Arsenal. Tiếc thay nó lại là một trong trận cầu quan trọng nhất. Ở lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League, Arsenal hành quân đến Dragao và bất ngờ ngã ngựa trước Porto mà chẳng thể có nổi một cú sút trúng đích. Dĩ nhiên là Porto không thực sự hay hơn The Gunners, song họ đã thắng Arsenal bằng kinh nghiệm của mình. Chuyện các đội bóng mạnh thi thoảng ngã ngựa một hai trận đấu hoặc một giai đoạn sau đó quay trở lại mạnh mẽ không phải là điều gì quá mới lạ. Mùa giải 2019-2020, Bayern gặp nhiều vấn đề với huấn luyện viên Niko Kovac, họ quyết thay tướng giữa dòng và phần còn lại chính là lịch sử. Hay chính Arsenal ở mùa giải 2009-2010, thường thì Arsenal cũng không vào sâu tại Champions League, nhưng trong mùa giải gần nhất mà họ lọt vào đến trận tứ kết giải đấu này, tình cờ thay, họ cũng gặp chính Porto và chính Porto là đội cũng đã thắng Arsenal với tỷ số 2-1 trên sân nhà của mình. Sau đó thì Arsenal thắng ngược lại 5-0 trước khi tiến vào vòng sau. Vì thế nên gặp Porto có vẻ như là một vận may, chỉ cần Arsenal thoải mái thể hiện hết khả năng của mình, tấm vé đi tiếp vẫn sẽ thuộc về tay của họ. Ở khía cạnh ngược lại, Porto trong mùa giải năm nay hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 kể từ mùa giải 2016-2017 trở về sau. Chưa một mùa giải nào Porto nằm ngoài top 2 cả. Và năm nay, với sự xuống phong độ của Taremi, dường như Porto không còn được đánh giá cao như trước. Dù Arsenal thua cho Porto, song Opta vẫn đánh giá cao The Gunners khi cho rằng họ đang nắm gần 50% cơ hội vào vòng trong. Bỏ Messi ra để Barcelona thi đấu tập thể hơn, bỏ Messi ra để cầu thủ Barcelona không còn phải chịu cảnh hầu một ngôi sao nữa. Đó là luận điểm của một bộ phận không nhỏ cổ động viên sau sự kiện Messi chia tay Paris Saint-Germain. Tuyệt vời là thế, từ ngày Messi đi đến đây, Barcelona thậm chí còn chưa một lần tham dự tứ kết Champions League. Barcelona năm nay đã đầu tư lực lượng ồ ạt, nhưng nếu không thể tiến sâu ở Champions League, mùa giải của họ sẽ vẫn chỉ là một nỗi thất vọng mà thôi. Chuyện thật như đùa, Barcelona đang trong hành trình tìm lấy chiếc vé đến vòng tứ kết của Champions League đầu tiên kể từ mùa giải 2019-2020. Lần gần nhất ta thấy được Blaugrana thi đấu một trận tứ kết là cuộc chạm trán với Bayern Munich, nhưng sẽ chẳng có một cu lê nào muốn nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó, nơi mà hùm xám xứ Bavaria đã hủy diệt đoàn quân huấn luyện viên Kike Setién với tỷ số 8-2. Kể từ trận thảm bại đó, thành tích tốt nhất mà Barcelona có thể làm tại Champions League là vòng 1/8 tại mùa giải 2020-2021. Đội bóng xứ Catalan lại nhận thêm một trận thua tan nát nữa với tổng tỷ số 5-2. Thậm chí trong trận lượt đi trên sân Camp Nou, gã nhà giàu nước Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1, trong đó Kylian Mbappe lập một cú hat-trick. Kể từ sau sự rời đi của Lionel Messi vào năm 2021, Barcelona thi đấu vô cùng bết bát tại Champions League, khi hai mùa giải 2021-2022 và 2022-2023 họ đều phải dừng chân ngay từ vòng bảng. Và cả hai lần đó, Bayern Munich tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng đến Blaugrana khi giành chiến thắng cả 4 trận vòng bảng với tổng tỷ số là 11-0.
Mọi chuyện dần trở nên sáng sủa hơn với gã khổng lồ xứ Catalan khi họ giành lấy tấm vé tham dự vòng 1/8 ở mùa giải năm nay trong trận lượt đi trên sân Diego Armando Maradona của Napoli. Không khó khi dễ dàng nhận ra Barcelona là đội bóng chơi hay hơn và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Alex Meret. Nhưng họ chỉ có duy nhất một bàn thắng do công của Lewandowski, trong khi Napoli chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích của Osimhen và nó lại trở thành bàn thắng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Tuy cả hai kết thúc với kết quả bất phân thắng bại, nhưng với những gì đã thể hiện trong trận lượt đi, Barcelona được đánh giá cao hơn hẳn khi hai đội tái đấu vào ngày 13 tháng 3 tới. Trong đó, Lewandowski sẽ là niềm hy vọng số 1 của Barcelona. Tiền đạo người Ba Lan đang có phong độ làm bàn rất tốt với 5 bàn thắng trong 5 trận thi đấu gần nhất. Về phía Napoli, dù không còn thể hiện sự hủy diệt như mùa giải năm ngoái, nhưng đội bóng miền Nam nước Ý vẫn là sự cẩn trọng cho Barcelona, đặc biệt là chân sút nguy hiểm nhất mang tên Victor Osimhen. Kể từ khi quay trở lại sau CAN Cup, tiền đạo người Nigeria đang có phong độ làm bàn hủy diệt với 5 bàn thắng sau 3 trận đấu. Barcelona đang mơ về tấm vé tứ kết Champions League. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng đó là hiện thực của Barcelona hiện nay. Những cơn mưa khắc khổ liên tục chút nặng hạt đến đội bóng từng 5 lần vô địch châu Âu này. Nhưng sau cơn mưa thì trời lại sáng, đúng không? Mọi thứ đang bắt đầu trở nên sáng sủa hơn với Xavi cùng những người học trò của mình. Lúc đầu bốc thăm có vẻ như Inter và Atletico Madrid sẽ là cặp đấu cân bằng nhất, nhưng thực tế trên sân lại diễn ra vô cùng khác. Inter đã chứng minh được rằng họ không ngẫu nhiên mà trở thành đương kim á quân của giải đấu. Vì Atletico Madrid không có được sự sung sức 100% của Antoine Griezmann và Morata, nhưng biết đâu được trong hiểm cảnh ông Simone lại nghĩ ra thứ gì đó hay ho để tạo bất ngờ thì sao? Làm gì cho xứng danh vua gạt gió đi chứ, Atletico Madrid. Khi được hỏi đâu là đội bóng đang có phong độ hủy diệt tại châu Âu thời điểm hiện tại, nhiều người sẽ nói rằng Leverkusen, nhưng không, Inter Milan mới là đội bóng đang có phong độ khủng khiếp nhất lục địa già vào lúc này. Đoàn quân huấn luyện viên Simone Inzaghi có 11 chuỗi trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó 4 trận gần nhất tại Serie A, Nerazzurri đã ghi được ít nhất 4 bàn trở lên. Ngôi vương Scudetto coi như đã có chủ khi Inter đã bỏ xa đội xếp thứ hai là Juventus đến 12 điểm. Phong độ cao của cao thủ đã giúp Inter bay cao như thời điểm hiện tại, trong đó cái tên nổi bật nhất không ai khác ngoài Lautaro Martinez. Tiền đạo người Argentina đang có mùa giải bùng nổ với 26 bàn thắng sau 34 trận trên mọi đấu trường. Mặc dù vậy, số bàn thắng của cầu thủ sinh năm 97 tại đấu trường Champions League chỉ là 2, thế nên anh cần phải cải thiện thông qua trận đấu với Atletico Madrid sắp tới. Trong trận lượt đi, Lautaro thi đấu khá tốt khi tung ra đến 7 cú sút về phía khung thành của Jan Oblak, nhưng trong đó có 3 lần đi trúng đích và khá đen cho anh khi Oblak đều đã hóa giải nó. Nhưng dù sao, đội bóng nước Ý cũng có lợi thế khi giành chiến thắng với pha lập công duy nhất của Arnautovic. Khi nhìn vào tỷ số, nhiều người sẽ cho rằng thế trận của hai đội khá cân bằng, nhưng thật ra không phải vậy. Inter Milan tấn công nhiều hơn nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn hơn so với Lodrogi Blancos. Chỉ là các chân sút của đội chủ nhà thiếu đi một chút may mắn để có thêm nhiều bàn thắng hơn. Đích thân huấn luyện viên Simone Inzaghi cũng cho rằng đội bóng của ông đã có thể thắng lợi với khoảng cách nhiều hơn một bàn. Về phía Atletico Madrid, họ đang trải qua chuỗi trận không tốt khi chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Mới đây, họ vừa nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước Atlantic Bilbao trong trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, qua đó lỡ đi cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải trong bối cảnh mà Barcelona và Real Madrid đều đã bị loại từ sớm. Có thể xem Champions League là đấu trường duy nhất còn lại của Diego Simeone cùng những người học trò khi mà La Liga họ bị gã hàng xóm Real Madrid bỏ xa đến 12 điểm trên bảng xếp hạng. Thế nên họ sẽ dồn toàn tâm toàn ý của mình cho đấu trường này, dù rằng đối thủ của họ có là Inter Milan đóng bay cao như thế nào đi chăng nữa. Giới chuyên môn đánh giá khả năng đi tiếp của đội bóng nước Ý cao hơn, nhưng nhìn chung thì cũng không bao nhiêu. Bản thân mình dự đoán Inter Milan sẽ tiến vào vòng tứ kết, nhưng cũng phải chầy ra chóc vẩy cho một Atletico Madrid vô cùng xù xì vào lúc này. Đó chính là năm viễn cảnh được các cổ động viên chờ đợi nhất trong loạt trận lượt về Champions League vòng 1/8 năm nay, một vòng đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với những sự dễ đoán. Song 50% chặng đường đã đi qua và đến giờ, 8 cái tên góp mặt ở vòng đấu tiếp theo vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Đó là thứ đã khiến Champions League luôn cuốn hút người xem đến vậy. Bạn hào hứng với cặp đấu nào? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận nhé.